Thưa quý vị và các bạn, hàng nghìn tấn dứa chín vàng trên nương đồi đang vào kỳ thu hoạch. Trong khi các nhà máy chế biến dứa hộp xuất khẩu hoạt động cầm chừng, việc thu mua nguyên liệu bấp bênh khiến nông dân trồng dứa ở huyện Mường Trà đang chịu những gánh nặng và áp lực từng ngày. Phản ánh của phóng viên thời sự. Dọc tuyến quốc lộ 12 đoạn địa phận xã Na Sang và xã Mường Mươn, huyện Mường Trà, từng sạp dứa của bà con nông dân được bày bán ngay bên lề đường. Từng chuyến xe máy chở dứa vừa thu hoạch về nối tiếp nhau. Dứa chín vàng chất thành từng đống, chờ được thu mua. Giá dứa dao động từ 3.000 đến 5.000 đồng trên 1 kg. Vụ dứa năm nay khá năng suất, quả to đều. Thế nhưng bởi giá cả không ổn định và khó khăn về đầu ra, khiến cho bà con nông dân vẫn canh cánh nhiều nỗi lo. Mùa đông này 2-3 ngày cũng không coi. Biết là như thế nào nó không lên giá dứa thì không bán thì không thuế hết, bán thì không được giá cái gì. Nhằm đảm bảo đầu ra cho cây dứa trên địa bàn, việc thực hiện ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp tiêu thụ đã được các hợp tác xã đứng ra thực hiện. Tuy nhiên do ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, việc tiêu thụ dứa cho người dân vụ này vẫn trong tình trạng bấp bênh. Hiện tại bây giờ là dứa đang ở địa bàn ở trên mình đây trong hợp tác xã là đang ứ, đang khó bán. Chủ yếu bây giờ là phụ thuộc hoàn toàn vào dứa bán về Sơn Nam với Hòa Bình. Xe thì lại nên bây giờ anh em ấy, hoa quả nó bắt đầu vào nhiều và vụ nó nhiều. Thế thành ra là bây giờ là nên nó bán ra là nó cũng chậm, ra là họ cũng ít lên. Đấy. Ngày họ lên được xe, có ngày lên được 2 xe, nó phụ thuộc vào họ bán được ít hay bán nhiều họ mới lên được. Thế là rất khó khăn. Những năm gần đây Mường Trà là vùng có diện tích trồng dứa lớn nhất của tỉnh Điện Biên. Toàn huyện có khoảng gần 400 hectare dứa, tập trung chủ yếu ở các xã Na Sang, Mường Mươn và Sa Lông. Năm nay do ảnh hưởng từ việc phân bón vật tư nông nghiệp tăng giá, giờ lại thêm khâu tiêu thụ bị gián đoạn, với lượng dứa còn khoảng 40% chưa thu hoạch, việc người dân sẽ phải bù lỗ là điều khó tránh khỏi. Quả dứa bây giờ giá cả thì nó cứ bấp bênh xuống, càng ngày càng xuống thôi, không tăng được như năm ngoái. Năm ngoái là còn bán được 1 cân 7-8 nghìn, nhưng năm nay cao nhất chỉ đến 5 nghìn đổ lại thôi. Giá phân thì lại tăng cao, năm nay năm ngoái thì 43.000 một cân thôi, nhưng năm nay lên đến 7.000 một cân rồi. Bà con cũng có nhiều cái rất là khó khăn, không biết là có duy trì được lâu không. Toàn bộ diện tích dứa ở Mường Trà đang vào chính vụ thu hoạch. Thời tiết nắng nóng như hiện nay, quả dứa sẽ nhanh chín hơn và việc thu mua cũng đòi hỏi gấp gáp hơn. Không thể phủ nhận tính hiệu quả kinh tế của cây dứa mang lại cho bà con nông dân. Tuy nhiên, khó khăn về đầu ra đang là thách thức lớn đối với người trồng dứa. Nguy cơ về tình trạng được mùa mất giá lặp lại, đòi hỏi cần phải có những giải pháp mang tính bền vững nhằm tháo gỡ khó khăn, hạn chế thiệt hại cho bà con nông dân.